đi ngược chiều. Đi nguyên vòng luôn. Nắng rồi hả? Gracias.
có chỗ ăn. Chọn góc cả thế này. Biết đi Hội An thì mang ít quần áo vứt lên trên đấy thay với đi. Cứ tưởng là nó khỏe xong nó biết đi. Thế bảo vứt lên quần áo lên trên ô tô xong rồi đến ấy thì đến Hội An thì thay. Không phải mốt mà người ngọn thì người ngọn này một ngày làm sao mà. Nó ra một ngày thay mấy lần về cả đâu. Chỗ giặt quá mà có nắng nhất thì cũng tốt thì đâu. Nếu mà lắng thì cũng phải. Kỳ đại hạn cũng đồng cảnh đi
Pháp đây, đi ở Pháp chưa có Việt Nam thì đã chọn là đi trước, trong cao của Pháp, giờ phải đi tại Stupa.